bây giờ con mới đi về Việt Nam nè, con mới quen với đại gia ở bển á, trời ơi không biết lúc này bển nó làm ăn cái gì giàu có lắm quý vị, đem tiền qua Cali nó mua nhà tiền mặt quá trời luôn, em mới mua được thằng bữa nay nó phỏng vấn nó để nó qua đây nè. Mày quen, mày quen với đại gia? Đại gia trời ơi, mày mà quen với đại gia mày coi chừng quen lộn với đại bác nó bắn mày đại bại luôn đó con. Trời Phật, con ta đại gia thì đại bác cái gì mệt quá. Mở nó ba là tìm chỗ ba chứ mà đại gia thì có gì bữa nay mở nó để coi nó qua đi được không, nó đem mới tiền nó mua nhà cho em, nó coi thử nó phỏng vấn nó đậu không, coi giùm coi giùm khỏe coi coi cho thằng đó mày có trả tiền không, có thằng trả nó bồ luôn. Bao